cho sếp thưởng thêm vài số không. Năm hỡi cầu chúc vận may, kiếm tiền đổi vận về xây sửa nhà. Mau mau đến điện máy xanh, chiếc bao chính lượng heo vàng trúng ngay. TV sắm sửa liền tay, tủ lạnh máy giặt trúng ngay heo vàng. Sắm tết tại điện máy xanh, chúng lớn chúng chính heo vàng. Đến điện máy xanh ngày hôm nay, mừng xuân vui quá điện máy xanh. Ôi, điều hòa đây. Ôi, quạt chàng. Điều hòa, ba quạt, không thể đến được với nhau. Ông ngoại ơi, xin dừng tay. Ngươi là ai? Tôi là quạt điều hòa. Làm mát không khí bằng nước, rất lạnh như mẹ điều hòa. Mạnh mẽ, tiết kiệm điện như ba quạt. Đúng quá. Mua quạt điều hòa tại điện máy xanh, trợ góp không lãi suất. Đến ngay điện máy xanh. Ưu đãi jackpot 0%
tâm. Ưu đãi trả góp 0% lãi suất. Bạn muốn mua tivi, đến Điện Máy Xanh. Tháng vàng LG tại Điện Máy Xanh, mua sắm LG ngập tràn ưu đãi, tặng ngay thêm 1 năm bảo hành. 100% hàng điện máy LG được tặng quà lớn, trả góp 0% hàng loạt tivi và máy giặt lồng nha. Quay số trúng thưởng 10 bộ sản phẩm LG tổng trị giá 1 tỷ đồng. Đến Điện Máy Xanh, mua sắm LG nhận quà lớn. Bạn muốn mua tivi, đến Điện Máy Xanh. Tháng vàng LG tại Điện Máy Xanh, mua sắm LG ngập tràn ưu đãi, tặng ngay thêm 1 năm bảo hành. 100% hàng điện máy LG được tặng quà lớn, trả góp 0% hàng loạt tivi và máy giặt lồng nha. Quay số trúng thưởng 10 bộ sản phẩm LG tổng trị giá 1 tỷ đồng. Đến Điện Máy Xanh, mua sắm LG nhận quà lớn. Bạn muốn mua tivi, đến Điện Máy Xanh. Bạn muốn mua tủ lạnh, đêm về anh vẫn một giường một chăn.
chuyện về quận đại mỹ nhân thông minh xinh đẹp gọi trần nàng đi đọc sách trà sữa vấn bi cứ sau nàng lại cứ đi một mình một ngày bỗng mất thinh linh Su và Ni đã vô tình gặp nhau. Mua giùm em cây kẹo chị gái. 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 Có phải định mệnh từ lâu mà sao thiên lại đập mau thế này? Hai đứa dắt nhau coi thầy. Trai thành gái sắc, chúng mày cưới mau. 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 Ni, con có đồng ý lấy xô làm chồng không? Ni, con có đồng ý lấy xô làm chồng không? Nè, con có đồng ý lấy xô làm chồng không? Anh xô, đến điểm đi. Xô, bạn đi. Chuyện tình nổi tiếng năm châu, tiếng hay, hình đẹp, bền lâu Sony. Đó, thấy không, ai rồi cũng tìm được một nửa của đời mình. TV Sony, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, chất lượng bền lâu. Mua TV Sony để có cơ hội vi vu Nhật Bản. Chưa hết. Mua Sony chống Ducati, 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 mua Sony. But another thing is Twitter feud, right? Yes. There's nothing that says New Year's like a good old Twitter feud involving Justin Bieber. Yeah. Yeah, it's the feud between Justin Bieber and this 15-year-old YouTube star. Her name is JoJo Siwa. Yeah. And she tweeted a picture of this new car that she got because she was happy about the car. Wow, that's a car. And it's a picture of her on it. It's in all these wild colors. And Justin Bieber tweeted back after she saw this, after he saw it, burn it. He actually three burned it. He three burned it. Yeah, he burned it quite a bit. He tripled down on that. But Twitter went crazy, obviously, because anytime Bieber tweets something, especially the 15-year-old girl to burn the car, she tweeted back, "It's all good, bro. You can perform at my 16th birthday party and we'll call it good." But you said something interesting. When somebody says, "It's all good, bro," that really kind of like, yeah, you know what? I want to slap you across your face. That's what that means. It's like when bro doesn't really mean bro, it means something else. But whoever thought that we would see Justin Bieber be like the grumpy old man? I never thought we'd see that. 20, how old is he, too? No, but the thing that jumped out about this story is I feel like this is a moment where I don't want to pick on a 15-year-old girl, but I feel like a parent would step in or something and say, you know, there are people that are blessed in life and we're able to give you a car, but maybe this isn't something you want to post on Instagram. You know, because I know she's a YouTube influencer. Well, you don't have to post it on Instagram. Her face is all over the car. Well, I was just going to say, nobody's going to miss it when you're driving down the street in that thing. So it will make social media rounds. But I just think that's a moment where someone, I don't blame her, but someone should have stepped in and said, you know, we're really lucky to be able to do this for you. You have a car with your face on it. But she is a YouTube star. She's a Nickelodeon star. Yeah. So I wonder if she paid for the car herself. So if that's the case, what can you really tell her? But 15 was. But she said her parents, she said thank you and gave credit that her mom and dad gave it to her. Okay. Well, so it's her car. Let her do what she wants. But I'm just happy she won't struggle to find it in a mall parking lot. She will definitely be the only one with her face on it. She'll find that thing. What does your car look like? This.